Xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 39 với trọng tâm là đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10. Theo đánh giá của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp thứ 9 là kỳ họp lớn được cử tri và xã hội rất quan tâm. Với chương trình được sắp xếp khoa học, hợp lý, đảm bảo đúng quy trình, việc điều chỉnh chương trình kỳ họp kịp thời, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống được cử tri quan tâm. Tuy nhiên, để các phiên thảo luận tại tổ và hội trường sôi nổi, có chất lượng và hiệu quả thì các đại biểu Quốc hội cũng cần tăng cường không khí tranh luận về các chính sách trong quá trình xây dựng luật. Hoạt động chất vấn của kỳ họp vừa qua tuy được cải tiến nhưng vẫn còn hạn chế, thời gian chất vấn còn ít so với nội dung, nhiều đại biểu chưa có thời gian đặt câu hỏi, thời gian trả lời chưa thỏa đáng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trong kỳ họp tới cần tiếp tục đổi mới, chú trọng nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của đại biểu và cử tri, trong đó cần tiến hành chất vấn tổng thể các vấn đề. Tờ News Straits Times của Malaysia đưa tin, vào đêm 12 tháng 7, ba thuyền viên Việt Nam đã thiệt mạng trên một con tàu chở hàng có tên là MV Hydram trên vùng biển Malaysia. Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ tối ngày 12 tháng 7 khi con tàu cách bờ biển Tanjung Penisup 4,1 hải lý. Ngay sau khi nhận được tín hiệu kêu cứu, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia đã cử nhóm cứu hộ đến hiện trường vào lúc 10 giờ 35 phút tối. Khi đó thì nhóm cứu hộ phát hiện trên tàu đã có thi thể ba thuyền viên Việt Nam phủ bạt, hai thuyền viên Việt Nam khác vẫn còn sống và bị thương do hít phải khí độc khi đang làm việc trong một khu vực đóng kín. Thi thể các nạn nhân đang ở bệnh viện Kota Tinggi, vùng Johor của Malaysia. Đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm đến cơ quan chức năng của Malaysia yêu cầu cung cấp thông tin xác minh sớm nhất về vụ việc và tiến hành ngay các thủ tục để đưa thi thể ba thuyền viên gặp nạn về nước. Sáng ngày 13 tháng 7, khoảng 160 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan di tích Phủ Chủ tịch. Đây là hoạt động đầu tiên của chương trình Trại hè Việt Nam 2015 với chủ đề Tự hào Việt Nam, một hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức. Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan di tích Phủ Chủ tịch, đoàn thanh thiếu niên kiều bào đã được xem những thước phim tư liệu quý giá về cuộc đời của Bác. Qua đây, các em có thêm những kiến thức về văn hóa lịch sử cũng như niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Đại biểu thanh thiếu niên kiều bào tham dự trại hè là những em có thành tích cao trong học tập, lao động và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng hướng về quê hương đất nước. Chương trình diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tại Mỹ, đường đua vào Nhà Trắng tiếp tục đón nhận thêm một ứng cử viên nữa sau khi thống đốc bang Wisconsin, ông Scott Walker, hôm qua đã chính thức tuyên bố tranh cử giành tấm vé đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Thống đốc bang Wisconsin, ông Scott Walker cho hay ông đã chính thức tham gia cuộc đua vì người dân Mỹ xứng đáng có một lãnh đạo sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng vì họ. Với tuyên bố này, ông Walker, 47 tuổi, đã trở thành vị chính khách Cộng hòa thứ 15 tham gia cuộc đua giành suất đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Tuyên bố trên của thống đốc bang Wisconsin không khiến dư luận bất ngờ vì trước đó ông Walker đã úp mở về ý định của mình. Chính khách này đảm nhận cương vị thống đốc bang Wisconsin vào năm 2010 và tái cử vào tháng 11 năm ngoái. Ông đã đưa ra một loạt các cải cách được coi là bảo thủ tại bang Wisconsin, trong đó có cải cách cắt giảm thuế, luật về quyền lao động hay luật siết chặt kiểm soát tình trạng phá thai và thắt chặt các quy định của bang. Nguy cơ khủng bố tại Pháp hiện ở mức cao, chưa từng có trong lịch sử hiện đại, đòi hỏi phải huy động quân đội để ngăn chặn. Tổng thống Pháp François Hollande đã đưa ra tuyên bố trên vào thời điểm nước Pháp kỷ niệm ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tổng thống Pháp François Hollande nêu rõ các trung tâm khủng bố xuất hiện cách nước Pháp chỉ vài giờ bay. Những kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công ở Trung Đông, Châu Phi và ngay trong nước Pháp. Ông Hollande đặc biệt nhấn mạnh trước nguy cơ này, nước Pháp không được chia rẽ, sợ hãi mà cần phải bình tĩnh và kiên quyết. Để đảm bảo an ninh cho ngày Quốc khánh, cảnh sát thủ đô Paris phải áp dụng các biện pháp đặc biệt, nhất là đối với lễ duyệt binh. Lính bắn tỉa được bố trí trên các mái nhà xung quanh điện Élysée và quảng trường Concorde, nơi khách mời tham dự trên lễ đài. Các biện pháp đặc biệt cũng được áp dụng để ngăn chặn các thiết bị không người lái. Các nhà khoa học của trường Đại học Dược Texas của Mỹ đang thử nghiệm một loại vaccine điều trị Ebola mới dạng HIT. Liều thử nghiệm trên khỉ của loại vaccine này cho kết quả tích cực và các nhà khoa học cho biết sẽ sớm thử nghiệm trên người.
Trong loại vaccine dạng hít này có chứa virus parainfluenza type 3, một loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Đây là loại virus có phương thức hoạt động giống với virus Ebola. Kết quả khi thử nghiệm trên khỉ cho thấy con vật đã sống sót ngay cả khi được tiêm virus Ebola vào cơ thể. Theo người đứng đầu dự án nghiên cứu này, loại vaccine dạng hít này đem lại nhiều lợi ích và đặc biệt sẽ không đòi hỏi những người có kiến thức y tế trong các đợt tiêm chủng. Phần điểm tin chiều xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị.